Một năm tiết cả lọc. Tiết canh dê. Quá ngon. Anh ý mọi người không ngon. Chưa quán tiết nó sẽ ăn nó sẽ thơm và nó ngọt và nó dậy mùi tiết dê, dậy mùi thêm thơm mùi dê. Các bạn nhớ tề bỏ phần mỡ và phần cục và hạch nhé. Lấy phần bì. Sau khi chúng ta thái mỏng thì bây giờ chúng ta thái nhỏ để chúng ta đây. À, cái này mà chúng ta thái được thì ăn nó sẽ giòn và nó sẽ sầm sật. Nếu chúng ta băm thì nó cũng giòn, vẫn giòn nhưng mà nó không thể giòn và nguyên chất như này. Chúng ta thái má dê rồi, giờ còn cái cuống họng này, chúng ta sẽ thái mỏng ra và cũng lại thái miếng vuông nhỏ để ăn. Đây, chúng ta sẽ thái nhỏ như này. Giờ chúng ta sẽ trộn cả má dê vào. Chúng ta có chút xả củ nhá, xả củ. Chúng ta thái xả nhỏ ra. Chúng ta bóc lấy cái xả ngon nhé. Đây là xả củ. Chúng tôi vừa băm nhỏ nhuyễn. Lá chanh chúng tôi cũng thái nhỏ nhuyễn, thái chỉ. Tơ. Mùi tàu. Bây giờ chúng ta sẽ trộn hỗn hợp vào với nhau. Các bạn nhớ là cho ít lượng rau và xả thôi. Nếu các bạn cho nhiều quá cái nhựa nó ra là tiết nó sẽ bị thâm. Nó như là cái kiểu các bạn đánh tiết từ buổi trưa mà đến tận tối các bạn đi ăn. Trộn đều lên. Đây là hạt mùi. Có một số nơi các bạn ấy dùng bằng hạt dổi, các bạn cho vào, nhưng đây tôi sẽ dùng bằng hạt mùi. Tôi sẽ trộn đều vào. Sau khi trộn đều rồi chúng ta sẽ đổ ra mâm. Chúng ta sẽ đánh một mâm tiết khổng lồ. Giờ chúng ta sẽ đổ ra mâm. Và đây là nhân chúng ta đã hoàn thành khi đã trộn các hỗn hợp lại với nhau. Vừa đủ một mâm luôn, không nhiều không ít. Này, hấp dẫn, rất hấp dẫn. Giờ tôi sẽ pha nước tiết để đánh tiếp canh. Và cái nước này thì chúng tôi đã cho một chút xíu mì chính, một chút hạt mùi. Và bây giờ chúng tôi sẽ băm nước và vậy. Chúng ta sẽ dùng bằng một muôi rưỡi nước và một muôi tiết nhé. Bằng 30.
3 muôi nước đi với 2 muôi tiết. Chúng ta sẽ đánh đặc. Tiết thì các bạn đánh theo như kinh nghiệm của tôi thì tôi đánh là tôi cũng phải múc lên rồi xuống khá nhiều để cho cái bọt nó sùi lên và nó bị vỡ cái hồng cầu ra thì nó mới nhanh đông. Nếu các bạn mà không làm lấy được các bạn có thể dùng đũa, nhưng nếu các bạn đánh kỹ quá thì cũng không được, đánh kỹ quá nó sẽ bị hỏng cái đi cái hồng cầu thì nó sẽ không đông được. Đó là sao múc lên rồi xuống mà để cho tiết nó quyện cùng với nước. Múc lên rồi xuống và nó phải sùi bọt đấy nha. Giờ chúng ta sẽ xong rồi. Một mâm tiết khổng lồ. Lại được hầm. Lâu lắm anh em mới làm được cái mâm bẻ tiết canh dê siêu to. Cái siêu to anh ạ. Siêu khổng lồ. Vâng, siêu to, siêu khổng lồ luôn. Cái loại này ăn là phải đúng ra tiết canh dê không bắt lên bắt chanh đâu anh ạ. Mất ngọt. À, mất ngọt, chẳng là canh dê cho anh chị làm cho anh chị mới đi làm. Đây làm đây. Siêu to, siêu khổng lồ. Căng chưa? Biết thì thể nó to như vậy. Ớt gì ở kia ông đem cho ông đi. Ớt bột đúng không? Rau. Mà ông biết mình quánh mồm. Ngon chưa? Tiết canh dê. Quá ngon. Không ngon.